Vâng, Sở Đồ Gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Hôm nay buổi trưa, gần trưa đấy ạ, ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Em Đồ Gỗ Công Nhung trân trọng được chào đón anh chị Hà Tỉnh ạ. Có địa chỉ tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về tham quan sản phẩm Đồ Gỗ Công Nhung. Sau khi anh đã đến tham quan thì anh đã chốt cho gia đình một bộ ghế gương đá mẫu Tần Thủy Hoàng, tay cột 14 hàng thừa. Bộ này cực kỳ to cao hoành tráng. Và cũng như mọi gia đình, anh đang ký nhận tất cả sản phẩm gồm 6 món. Sau phần ký nhận của anh thì Đồ Gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện phần kính và vệ sinh, đóng lại và vận chuyển luôn cho anh trong ngày hôm nay. Sở Đồ Gỗ Công Nhung có địa chỉ chi nhánh Tuyên Quang đấy ạ, trụ sở Tuyên Quang tại tổ 11, phường An Đường, thành phố Tuyên Quang, địa chỉ Yên Bái tại cầu Văn Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kính mời các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian một ngày gần nhất về tham quan Đồ Gỗ Công Nhung trực tiếp tại cơ sở Tuyên Quang và trực tiếp tại cơ sở Yên Bái. Rồi, hello chú nha. Rồi, chào anh nhá. Vâng. Đấy, cái này nó cũng có kính ấy. Vâng. Đấy, gương đá mẫu Tần Thủy Hoàng, tay cột 14, hàng thừa to cao cong ngả, cực kỳ đẹp. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ trực tiếp đến Đồ Gỗ Công Nhung theo hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Đấy, ngoài mẫu Tần Thủy Hoàng còn rất nhiều mẫu Đào Tiên, mẫu Nghê Bảo Đỉnh, mẫu Hộp Cuốn Thư, mẫu Hoàng Gia. Điển hình như ghế rổi chun, ghế hương đá, ghế đinh chun, ghế đinh hương có đủ cỡ tay 12, 14, 16, 18. Tùy theo không gian khẩu độ từng gia đình, các bác và cô chú anh chị có thể lựa chọn cho gia đình mình những kích cỡ phù hợp nhất. Và đây, trong gian trưng bày quá nhiều sản phẩm để các bác và cô chú anh chị lựa chọn. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan mộc sở thị, mình sẽ tham quan toàn bộ phần mộc. Sau khi ưng ý sản phẩm nào, Sở Đồ Gỗ Công Nhung sẽ hướng dẫn các bác và cô chú anh chị sẽ ký nhận toàn bộ phần mộc. Sau đó, Sở Đồ Gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện tất cả những bước cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú anh chị tận nhà trên mọi miền Tổ quốc. Và buổi sáng ngày hôm nay, Sở Đồ Gỗ Công Nhung một lần nữa xin cảm ơn gia đình anh Hà có địa chỉ tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về tham quan ủng hộ sản phẩm. Cảm ơn các bác và cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn đồng hành, theo dõi, ủng hộ Đồ Gỗ Công Nhung. Xin kính chúc các bác và cô chú anh chị có một ngày mới tràn đầy niềm vui, làm ăn gặp nhiều may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những buổi giới thiệu tiếp theo. Xin chân thành.